Cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay thì em lên luôn cho bác là cái con máy hàn nhiệt này. Em còn có duy nhất một cái con này thôi. Đó thì em cũng lên mã thanh lý nốt cho bác này. Bữa trước đi, con này bên em đang bán giá 400k. Đấy, con máy hàn nhiệt ống nước của Kabushi nhá. Hàng cực kỳ là chất lượng luôn. Công suất của nó là 1000W các nhá. Công suất là 1000W. Con này thì cỡ ống của nó là 20-32. Nó sẽ gồm có các cỡ ống như sau. Đây, đây là những cái đầu trục ống của nó này. Đầu trục ống để các bác nối ống này. Đó, các bác ai dùng điện nước hay dùng con này rất ok. Đấy, công suất là 1000W nữa nhá. Con này ống 20 này, ống 25 này, ống 32 này. Đó, ống 32. Hàng sẽ là hàng nguyên hộp luôn nhá. Hàng nguyên hộp luôn, cực kỳ xịn sò, vẫn còn rất là chất lượng. Đó, bữa trước thì bên em đang bán giá 400k. Hôm nay thì em còn có duy nhất một con xả kho thanh lý nốt các bác, giá chỉ có 320.000 một con thôi. Và trong video này thì bên em bao ship tận nhà luôn. Đó, 320.000 lại còn bao ship tận nhà. Công suất máy thì là 1000W nữa nhá, 1000W. Đó, 1000W nhá. Đấy, và cái đường ống của nó sử dụng được là từ 20 cho đến 32. Đấy, đến 32 nhá. Đấy, giá cực tốt luôn, giá chỉ có 320.000 một con thôi. Đấy, bỏ qua giá 400 lần trước đi, hôm nay xả kho thanh lý đốt của một con. Duy nhất lên mã nốt các bác nhá. Đó, các bác lên mã nhanh cho là cái máy hàn nhiệt ống nước nhá. Công suất của nó là 1000W và bên em đang bán giá là 320.000 con bao ship. Hàng đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm hết luôn nhá. Không thiếu cái gì luôn, ốc ác đầy đủ hết luôn này. Đấy, đầy đủ ốc ác luôn. Đấy, hàng này thì em quay ở bãi mà nên là để thì nó nhìn hơi bụi một chút thôi, nhưng mà hàng vẫn còn ngon, xịn sò, bảo hành cho bác luôn nhá. Đây. Đấy, made in Japan, giữ đẹp chìm luôn trên thân này. Đấy. Giá thì là đi 320k một con này và bao ship tận nhà nhá các bác, thật là nhanh tay. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng vòng trầm hương này. Đấy, con vòng trầm hương. Con này thì các bác đeo điều huyết áp các thứ rất là ngon, xịn sò. Một cái vòng này của nó khoảng tầm hơn 200 hạt nhá. Đấy, hơn 200 hạt. Các bác nhìn này. Đấy, em sẽ quay sát bác xem này. Vân gỗ có thứ rất đẹp nhá. Đấy, vân gỗ thứ rất đẹp và rất là xịn sò, ngon lành luôn. Đấy, ở đây nó có hình cái bông sen này. Đây, hình bông sen này. Nó rất đẹp và rất xịn sò, các bác có thể là đeo vào tay. Đeo vào tay, các bác quấn nhiều vòng có đeo vào tay rồi các bác có thể là đeo vào cổ. Đấy, rất là chất lượng nhá. Hàng thì đi kèm thêm, sẽ có kèm thêm cho mình là một cái hộp đựng như này nữa, các bác có thể mua cái này về làm quà. Đấy, cũng rất là ý nghĩa. Đấy, mua một cái hộp này mua về làm quà rất ý nghĩa. Em còn có 2 4 6 7 8 hộp nữa nhá. Đấy, 8 cái hộp vòng trầm này nữa này. Các bác lên mã cho cái dòng sản phẩm cái con vòng trầm sen điều hòa huyết áp nhá. Đấy, vòng trầm sen. Vòng trầm sen này. Con vòng trầm sen này thì bữa trước đang bán giá là 130k, hôm nay em còn 8 hộp duy nhất. Xả kho nốt bác giá 100k một hộp luôn. Đấy, và bao ship tận nhà nhá. Đó, vòng trầm sen giảm giá chỉ còn 100k, còn có 8 hộp, nhanh các bác, thật là nhanh tay các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn một cái con mắc áo nữa này. Đấy, một cái con mắc áo inox các bác nhá. Một cái con mắc áo inox này, cực kỳ là xịn sò. Con này sẽ có là 2 4 6 8 9 cái móc cho mình móc nhá, móc trên móc dưới luôn này. Có hai phần lỗ để các bác bắt vít bắn vào tường này. Đấy, dạng inox hộp các nhá, dạng inox hộp. Cực kỳ là chắc chắn và chất lượng luôn. Đấy. Dạng này của nó là dạng nó xuyên qua inox đặc, nó xuyên qua đây luôn đúng nhá. Đấy, nó khoan lỗ nó xuyên qua đây chứ không phải là dạng hàn các bác. Mua nhiều dạng mắc nó hàn đấy thì các bác khi mà các bác dùng nó rất là nhanh bửa cái phần mối ra, nhưng mà dạng này của nó là nó xỏ cái này qua cái thanh ống luôn. Đấy, rất là chắc chắn nhá. Con này đây em sẽ đo về kích thước. Chiều dài của nó, tổng chiều dài của nó là đi 65 phân nhá, 65 phân. Đấy, thì gồm có 9 cái móc. À, 9 cái móc thì nhân đôi ra thì là 18 móc, móc trên móc dưới 18 móc tất cả nhá. Thì em bán nốt cho bác giá một cái này, giá là chỉ có 70k một cái này thôi. Đấy, 70k. Và trong video này thì bên em cũng ưu đãi là bao ship luôn. Đấy, ưu đãi bao ship, các bác lên mã cho dòng sản phẩm mấy cái con móc áo inox nhá, móc 9 áo inox. Đấy, móc 9 áo này, hoặc là móc 9 cũng được. Móc 9 nhá. Đấy, móc 9. Giá thì đang bán cái con này là 70k bao ship nhá, còn có một con bán nốt qua nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên thanh lý tiếp tục cho bác về cái bộ thắt lưng ví da đồng hồ nhá. Đấy, còn có 4-5 bộ nữa cũng lên mã thanh lý nốt này. Đấy, hôm nay thì toàn sản phẩm thanh lý mã cực tốt luôn. Cái bộ sản phẩm ví da thắt lưng đồng hồ. Đó thì bộ này sẽ gồm có là một cái đồng hồ như này. Đấy, một cái đồng hồ cực kỳ là ngon này. Đấy, các bác mua lẻ như một cái bộ đồng hồ đấy, mấy trăm nghìn một con rồi. Đây, mặt rất đẹp nhá, có chữ Perdo này. Đấy, Perdo thì là một cái thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Đó, Perdo này, một chiếc đồng hồ này. Tiếp theo là một chiếc thắt lưng này. Đấy, một chiếc thắt lưng nhá. Đấy, mặt có chữ Perdo luôn nhá. Đây, mặt có chữ Perdo luôn này. Đấy, rất đẹp nhá, dạng thắt lưng cài khuy này. Rất là hiện đại luôn. Đó. Và đây cái phần dây này, dây của nó là dạng dây da bò nhá. Cực kỳ là xịn sò và chất lượng đây. Đó, dây nó rất là ngon luôn nhá. Đây.
Đấy, dây rất xịn sò nhá, dây rất xịn sò, cầm cái dây nó, cái da nó rất là mềm. Đấy, rất là thích, cầm rất mát tay luôn nhá, mịn như da bé luôn. Đó, đấy là cái về cái phần dây thắt lưng. Tiếp theo ở đây thì sẽ có cho mình là một cái ví. Đây, một cái ví. Đây, một cái ví đây. Đó, một cái ví này, ví có chữ Ferdo luôn nhá. Đấy, ví da cũng rất là xịn sò nhá. Đấy, ví da cực kỳ là xịn sò. Rất là nhiều ngăn nhá, thoải mái bác đựng luôn, ngăn to, ngăn nhỏ, nó có cả ngăn khóa luôn này. Đấy, ngoài ra có những cái ngăn này bác đựng thẻ, đựng thiếc này. Đó, rồi là đựng các kiểu chứng minh thư, các giấy tờ, các thứ trong này rất là ok luôn. Đấy, ví vặt Ferdo cầm cực kỳ chất lượng nhá. Đấy là về cái dòng sản phẩm bộ ví da thắt lưng đồng hồ. Hàng này của nó là hàng nguyên hộp nhá, hàng nguyên hộp nha. Hàng này thì chuẩn của nó là hàng hết đát. Ở trong siêu thị thì bên em ôm lô thanh lý, nếu mà giá trong siêu thị thì nó bán thì giá là theo hóa đơn của nó là 800 đô nhá. Đấy, 800 đô tiền đô la Mỹ nhá. Đấy, 800 USD này. Đây là 800 USD này. Đấy. Cái date của nó là mùng 1 tháng 2 2019 này. Đó, nhưng mà hiện tại thì cái hàng này nó có quá date nên là nó gì. Đó, tem miếng bơ đô riếc ngon lành luôn nhá. Đây chữ Nhật lòng ngoằng à. Thì các bác lên mã cho em nhanh là cái dòng sản phẩm là cái hộp ví da đồng hồ nhá. Đấy, cái bộ thắt lưng ví da đồng hồ này, hoặc là bộ ví da đồng hồ. Cái bộ ví da đồng hồ nhá. Đấy, ví da đồng hồ. Bộ này thì bữa trước bên em đang bán là 450k. Đấy, chắc là nhiều bác biết rồi. Đó thì bên em còn mấy bộ thì xả kho thanh lý nốt, giá chỉ còn có 400k một bộ thôi. Đấy, và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, bộ ví da đồng hồ 400.000 cho một bộ này, bao ship giá quá rẻ luôn. Đấy, bao ship tận nhà, nguyên ship đã mất khoảng tầm là đi 30-40.000 rồi. Đó, và các bác tính ra thì giá rất rẻ luôn. Một cái món như này rất là hời. Đấy, gồm một đồng hồ này, một thắt lưng, một ví da này, mà giá chỉ có khoảng tầm 400k một bộ thôi, và bao ship tận nhà nhá. Giá cực kỳ tốt, hàng nguyên hộp như này. Các bác có thể là mua về biếu tặng, làm quà cũng rất là chất lượng luôn. Đấy, rất là xịn sò nhá. 400k một bộ ví da thắt lưng đồng hồ và bao ship tận nhà cũng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng cái hộp hút mùi tủ lạnh này. Đấy, cái bộ hút mùi tủ lạnh, tủ mùi tủ lạnh nhá. Rồi là tủ quần áo rất là hay. Đó đây. Một cái bộ này của nó thì sẽ gồm có là một cái thân máy này và một cái dây sạc này. Dây sạc thì hết pin các bác cắm sạc vào thôi. Đây dây sạc nó đây. Dây sạc này về các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình, các bác sạc online. Đấy, đây là cái phần máy của nó này. Đây là phần chân sạc này, hết pin các bác cắm vào đây. Con này thì rất là dễ dùng, các bác chỉ cần bật nút lên cho em. Bật nút lên cho em và giữ lì nút này, nó sẽ khởi động lên này. Đấy, các bác đợi chút thì nó sẽ có đèn báo lên nhá. Đấy, khi mà các bác bật nó có đèn báo lên thì các bác cứ thế các bác để vào tủ lạnh thôi. Thì con này nguyên lý hoạt động của nó thì khi mà các bác cho vào thì nó cứ hoạt động là 10 phút, bắt đầu là nó ngắt một lần, 10 phút nó ngắt một lần, nó ngắt khoảng tầm 30 phút xong bắt đầu nó lại tiếp tục nó chạy. Đó thì nó cứ ngắt như thế làm sao mà những cái hơi mùi hơi trong tủ lạnh các thứ cho nó lọc, nó hít hết ra, lọc qua cái phần máy này mà nhá. Đấy, cực kỳ là xịn sò và chất lượng, nói chung là hàng của Nhật nên là nó nói chung rất là thông minh. Đấy, và sử dụng rất là dễ nhá, hết pin các bác cắm sạc vào các bác lại bỏ dùng. Các bác có thể là bỏ ngăn đá, ngăn đông cho em thoải mái luôn nhá. Hàng riêng này không vấn đề gì luôn. Đấy, bỏ ngăn đông, ngăn đá thoải mái luôn. Đấy, ngon lành nào vẫn dùng tốt luôn nhá. Thì đây. Ở đây thì các bác có thể là diệt khuẩn này, khử mùi này. Đấy, rồi là bảo vệ độ tươi của thực phẩm của mình. Đấy, thức phần thức ăn nhà mình nhá. Cực kỳ là xịn sò. Thì các bác lên mã cho là cái bộ sản phẩm là cái hút mùi tủ lạnh này. Đấy, hút mùi tủ lạnh. Con này thì bên em bữa trước đang bán giá là 270k. Đó, hôm nay thì bên em giảm giá sập sàn luôn, còn có mấy chiếc bán giá lỗ vốn luôn. Giá chỉ có 150k một chiếc thôi. Đấy, và bao ship tận nhà nhé. Đấy, bao ship tận nhà. Hút mùi tủ lạnh. Đấy, giá 150k một con và bao ship tận nhà. Hàng cực kỳ là chất lượng luôn. Đó, mua về các bác dùng, các bác cắm sạc vào, dùng hết pin các bác. À, hết pin các bác cắm sạc vào dùng luôn nhé. Rất là dễ dùng và chất lượng. Nói chung là các bác để con này vào các bác thấy là mùi cái mùi của tủ nó nhẹ đi luôn. Đấy, nó đỡ mùi hẳn đi luôn nhé, cực kỳ là xịn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái bộ massage 3D này. Đấy, bộ massage 3D chất liệu của nó là dạng như ABS cao cấp nhá. Đấy, con này thì dùng rất là hay. Các bác mua về để massage phần mặt mũi các thứ ra này. Đấy, rồi là người ngậm. Con này thì rất là dễ dùng thôi. Các bác chỉ cần gì thì các bác vuốt chuyện này. Đấy, các bác vuốt này, rồi các bác vuốt những chỗ nào các bác cần vuốt. Đau cổ vai gáy, đau thần kinh tọa, đau các kiểu, các bác dùng các vuốt này. Ngoài ra phần này các bác có dùng để vuốt mặt này. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, rất là xịn sò, chất liệu là như ABS cứng nhá. Massage rất thoải mái, ngon lành.
Thì con này bên em đang bán giá cực tốt luôn. Các bác lên mã cho con sản phẩm là cái con Mazda Body. Con Mazda Body này thì bên em đang bán giá là chỉ có 70k cho một con này đúng không nhá. Đấy, 70k cho con một con Mazda Body nha, rất là hay. Và xịn sò của những quý các bác chị nhà mình nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng bộ màu trẻ em. Đấy, của thương hiệu Good Duck hình con vịt này. Đấy, Good Duck này một trong những cái đồ thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Đấy thì đây. Phần này thì của nó bên ngoài nó đúng như một cái vali này. Đấy, một cái vali. Các con để sách mang đi mang lại rất tiện, hoặc cho các bé mang đi chơi đi. Nói chung mang đi lớp cũng rất là hay. Đấy thì full combo một cái bộ sản phẩm này rất đẹp luôn này. Ở đây nó sẽ gồm có là bút chì màu này, bút màu nước này, đấy, bút màu nước. Ngoài ra thì ở đây sẽ có là những cái màu nước các thứ các bác về pha ra. Ở đây thì rất là chu đáo, cũng có tẩy luôn nhá. Đấy, tẩy rồi keo dính gọt bút chì này, đầy đủ hết luôn. Đó. Rồi đây là những cái phần màu sáp này. Đấy, thoải mái theo hồ cho các con các cháu như mình học tập nhá. Đấy, tránh tình trạng là xem tivi cái thứ giờ nó không học không vào mà lại gì. Đấy, xem tivi rất là ảnh hưởng các con nhá. Đấy, xem tivi điện thoại thì các bác đưa cho con cháu như mình cái con này. Đấy, em đảm bảo bác luôn là nghiện luôn nhá. Đấy, vì nó vẽ vào thứ rất là thích nên là các bác yên tâm. Đấy thì đợt này giá cực tốt luôn. Các bác lên mã cho dòng sản phẩm là cái bộ màu trẻ em nhá. Đấy, bộ màu trẻ em. Bộ màu trẻ em này. Con bộ màu trẻ em này thì bên em đang bán giá là chỉ có 180k một con thôi. Đấy, và trong video này thì bên em bao ship tận nhà nhá. Bộ màu trẻ em 180k một con bao ship. Hàng của thương hiệu Good Duck này. Đó, một trong những cái thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Đó, rất là hay. Đấy thì các bác có đầy đủ combo để cho con cho chó thì mình học thoải mái luôn, không vấn đề gì nhá. Đấy, không vấn đề gì, cực kỳ là xịn sò và chất lượng. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô máy bắn vít này. Đó, tiếp tục về lô máy bắn vít nhá, cực kỳ là xịn. Con này thì các bác dùng xoáy nhẹ nhàng thì rất ok, xoáy gia đình rất là xịn sò luôn. Dòng này của nó là dòng chạy pin nhá. Đấy, chạy pin. Xong rồi sẽ tích hợp viên pin này. Đấy thì hết pin các bác dùng lại cắm sạc vào thôi. Đấy. Chất lượng Nhật Bản, phong cách Nhật Bản luôn, style Japan này. Đó, rất là chất lượng nhá. Đây. Đó, rất là dễ nhá, có đảo chiều nhá, xoay ngược chiều, xuôi chiều, đầy đủ hết luôn. Đấy, mỗi lần các bấm nó có bóng báo này. Đấy đây, các bác nhìn này. Rất khỏe nhá, em bóp thật này. Rất khỏe luôn nhá. Thoải mái bác dùng luôn. Đấy, đi kèm thêm của nó sẽ gồm có cho mình là những cái đầu vít. Đấy, những cái đầu vít đi kèm như này. Hai cái đầu vít, một đầu ba ke, một đầu dẹt các bác nhá. Đầu đây, đầu ba ke đây. Đấy, các bác lắp vào, chân của nó là chân PS2, chân lục giác thôi. Đấy, nói chung là đa số các loại bây giờ toàn PS2 mà các bác có thể là mua thêm đầu vít, còn đi kèm của nó thì chỉ có hai đầu thôi. Đấy, các bác lắp vào, đây. Rất là xịn nhá, đây. Đấy, có thấy không? Rất là ngon nhá, có đảo chiều đầy đủ hết luôn. Đấy, thoải mái các bác dùng rất là tiện. Đó thì hết pin các bác cắm sạc vào. Đi kèm thêm cái dòng này sẽ có cho mình một cái dây sạc về các bác cắm vào cục sạc điện thoại ấy. Nhà mình ấy là sạc ngon này. Đấy, hết pin cắm sạc vào lại tái sử dụng được nhiều lần. Đó, hộp hành các thứ đầy đủ ngon lành hết luôn. Giá thì em đi vào báo giá nhá. Các bác lên mã cho em là cái con máy vít. Đấy, máy vít này. Máy vít này thì bên em bán giá là 170k một con. Đấy, và trong video này thì bên em cũng bao ship tận nhà quá nhá. Đấy, máy vít 170k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái con đèn ngủ pha lê này. Đấy, con đèn ngủ pha lê bán quá chạy với em rồi, tiếp tục hàng lại về. Dòng đèn ngủ pha lê cực kỳ là đẹp, chất lượng. Dòng này của nó cũng là dòng chạy pin, hàng của nó là hàng nguyên hộp. Trong này thì sẽ gồm cho mình là một cái đèn như này, đi kèm thêm cho mình là một cái tay điều khiển nữa nhá. Đấy, một tay điều khiển này, một dây sạc này. Đấy, một dây sạc nhá. Dây sạc này về các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình là các bác cũng sạc ngon này. Ở đây đây tổng quan con đèn đây. Đấy, dạng của nó là dạng nhựa. Đấy, dạng nhựa. Phân dạng nhựa pha lê nhá. Đấy, ống ánh rất đẹp luôn này. Đấy, ống ánh rất đẹp luôn. Cái này em quay ban ngày chứ quay giờ tối rất đẹp. Đó, có video về giờ tối có thể xem lại. Ở đây đây, dây sạc đây thì đây là cái lỗ sạc. Đấy, hết pin thì các bác lại cắm sạc vào. Đấy, hết pin các bác cắm sạc vào nhá. Đây dây sạc nhá. Rồi bỏ qua dây sạc bên đi. Đây là cái tay điều khiển. Tay điều khiển thì các bác nhớ lưu ý là về nó có một cái siêu pin này, các bác về rút ra cho em, rút ra. Đấy, rút ra thì các bác mới điều khiển được các bác nhá. Ở đây thì sẽ có là tắt đi này, bật lên này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Ngoài ra có điều chỉnh chế độ sáng mạnh này, giảm chế độ sáng đi này, tăng chế độ sáng lên này. Đấy, và nó có các màu. Con này của nó tổng của nó là 7 triệu màu nhá. Thoải mái bác pha trộn lẫn lộn các nhau này. Đấy, có màu xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng, lam, đỏ, lam, tràm, tím các kiểu đấy nhá. Đấy, nói chung là 7 triệu màu nhá, 7 triệu màu. Đó đây. Có các chế độ đèn này, ví dụ như là flash này. Đấy, flash này của nó là nháy này.
sờ trong này, đấy sờ trong là nháy chậm này, phây này, đấy phây của nó là nháy nhanh này, đó rồi là mút này, đấy mút là nháy từ từ này, đấy kiểu kiểu thế nhá. Nói chung là những cái chế độ này về thì bác cứ test dần này các bác hiểu mà. Đấy thì tổng quan một cái bộ điều khiển nó đây rất là xịn. Rồi ngoài ra thì khi mà các bác không dùng điều khiển nữa thì các bác có thể là dùng tay cho em này, các bác lấy tay các bác vỗ cho em này, vỗ này, đấy các bác vỗ này, vỗ là tự động nó chuyển qua màu khác nhá. Đấy, vỗ là tự động nó chuyển qua màu khác. Rồi ngoài ra thì khi mà các bác giữ lì cho em này, đấy giữ lì cho em thì nó sẽ tắt nhá. Đấy còn các bác muốn bật lên các bác giữ lì cho em vào đây, đấy chạm vào đây một cái đèn nó bật này, giữ lì cho em cái này, đấy đèn nó tắt nhá, chạm lên cái này đèn bật này, rất là hay. Đây giờ sẽ đi vào cái chỗ tối để quay cho bác xem cho nó đẹp các bác nhá. Đây các bác, rất đẹp các nhá, đây này. Đấy, nó ánh lên rất là đẹp này này. Đó. Đây con này thì đây. Đây này, khi mà các bác dùng này, các bác vỗ cho em này. Đấy, nó chuyển màu nhá. Đấy, nó chuyển màu rất là hay nhá. Đấy, còn các bác muốn tắt đi giữ lì với cho. Giữ lì này. Đấy, nó sẽ tắt đi nhá. Các bác gõ cho em cái này. Đấy là nó sẽ lên. Đấy, các bác gõ mạnh một chút, nó cảm biến nhá. Nói chung là cực kỳ là xịn sò và chất liệu luôn. Đấy, dòng đèn ngủ rất là chất liệu nhá. Đấy, nháy nhiếc các chế độ luôn nhá. Đó thì các bác lên nhanh mã cho em dòng sản phẩm là con đèn ngủ pha lê nhá. Đấy, đèn ngủ pha lê. Đèn ngủ pha lê này. Con đèn ngủ pha lê này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn. Giá là chỉ có 160k một con thôi. Đấy, và trong video này thì bên em cũng bao ship tận nhà các nhá. Đấy, đèn ngủ pha lê 160k một con, bao ship nháy nhiếc các kiểu cô nhá, để phòng ngủ rất là hợp lý, hết pin cắm sạc là ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô túi đeo chéo của Zep này. Đấy, dòng túi đeo chéo của Zep cô nhá. Đấy thì bên em có hai màu cơ bản, hiện tại vẫn đang có hai màu cơ bản là màu đen và màu nâu này. Dòng túi da bò nguyên miếng nhá. Đấy, dòng túi da bò nguyên miếng rất là đẹp luôn. Con này thì phần kích thước của nó em sẽ đây. Phần chiều cao của nó, túi chiều cao của nó là 26 này. Phần chiều ngang của nó là đi 23 này. Đấy, 23. Nói chung là một cái chiếc túi rất là to tát. Con này quá có thể là để thoải mái cho mình là một chiếc máy tính bảng, rồi là vừa mấy quyển sách vào đây luôn. Đấy, các bác mang đi công tác, mang đi học tập các thứ, du lịch, đựng rất là nhiều đồ thoải mái nhá. Đấy, đựng rất là nhiều đồ thoải mái luôn. Rất là nhiều ngăn, một ngăn này, hai ngăn này, ngăn trong này có ngăn khóa luôn này, ba ngăn, một ngăn phụ bên trong nữa này. Đấy, rồi ngoài này đằng sau nó lại 4 ngăn luôn nhá. Một chiếc túi nhỏ nhưng mà nó có hẳn 4 ngăn luôn. Khóa này cực kỳ là trơn tru. Đấy, đường kim mũi chỉ rất đẹp nhá. Đây đường kim mũi chỉ may khâu rất đẹp luôn. Dòng da bò nguyên miếng này. Đây. Đấy, dòng da bò nguyên miếng rất xịn sò. Đi kèm thêm cho mình là cái dây đeo. Các bác có thể là đeo chéo vai rồi đeo vào người. Nói chung là có dây đeo này các bác đeo rất là tiện. Không cần phải cầm kiếc gì. Ví dụ là trong cái lúc mà vội vã các bác đeo vào người nó rất là chắc chắn, chạy đi chạy lại nó cũng thoải mái luôn. Đó thì có hai màu cơ bản là màu đen và màu nâu, chất da này cực kỳ là xịn nhá. Đây da nổi vân này rất đẹp này. Đó thì các bác lên mã cho em dòng sản phẩm là cái con túi vuông nhá. Đấy túi vuông, túi vuông này, túi vuông này. Cái con túi vuông này thì bên em đang bán giá là đi 180k một con. Đấy và trong video này thì bên em cũng bao ship tận nhà luôn. Túi vuông 180k một con, bao ship tận nhà nhá. Đấy có hai màu cơ bản, hai mẫu cơ bản này rất đẹp nhá, hàng cực kỳ là xịn sò chất lượng. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn mấy con kéo cắt cành của Nhật này. Đấy, đây dòng kéo nội địa Nhật. Nói chung là hàng này thì em cũng không rõ là của thương hiệu gì, nhưng mà chỉ biết là chữ Nhật nó loằng ngoằng thôi, cũng chỉ biết là hàng nội địa Nhật. Hàng nội địa Nhật thì rất ít khi nó viết thương hiệu ở đây. Đấy, vì dạng của nó là dạng thương hiệu nội địa mà. Đấy, thương hiệu thủ công ấy nhá. Đấy, rất là xịn. Dòng này thì nói chung là bán quá nhiều rồi. Em còn có một cây thì lên thanh ni nốt các bác nhá. Đấy, lên thanh ni nốt. Đây. Đấy, tổng quan nó đây, rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, rất là chắc chắn. Con này thì nó rất là hay. Thì khi mà các bác muốn mở khóa các bác bấm mạnh cho em này. Đấy, tự động cái khóa nó sẽ mở ra này. Đấy, sẽ mở ra. Và khi mà các bác ấy rồi, các bác đẩy cái này vào nó sẽ khóa nó vào. Lò xo con sâu nhá, đẩy rất là êm tay. Đấy, hàng này cực kỳ là chắc chắn và sắc bén luôn. Đó, con này các bác mua về cắt cành cắt kiếc là rất là ngon. Chất thép là nó là chất thép SK5 nhá. Đấy, siêu sắc bén, tay cầm có ốp cao su, cầm không bị trơn trượt và bóp rất êm tay. Đấy, rất hay. Mở khóa nhá. Đây em khóa này. Các bác muốn mở khóa bóp chặt cho em này. Đấy, bóp cái là cái khóa nó sẽ nảy lên. Đấy, cực kỳ là hay nhá. Đấy, chiều dài cái con kéo này thì nó rơi khoảng tầm là đi 20 cm. Đấy. Đây. Cắt rất trơn tru, rất là xịn sò nhá. Rồi, các bác lên nhanh mã cho em dòng sản phẩm là cái con kéo cành hộp kính nhá. Đấy, kéo cành hộp kính. Em còn có duy nhất một con thì em lên thanh lý xả kho nốt kéo kính này. Kéo kính.
Ken keo kính này thì bên em đang bán giá thì chỉ có 100k thôi. Thanh lý nốt cho bác này là còn bao ship tận nhà với nhá. Đấy, keo kính 100k, bao ship tận nhà, hàng cực kỳ là xịn sò và đẹp. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô đèn LED này. Đấy, mới về cái lô đèn LED cực kỳ là xịn này. Dòng này của nó là dòng đèn LED nhấp nháy nhá. Con này thì các bác mua về trang trí, rồi là chuẩn bị đến Tết nhất, rồi là Noel nó ủng, các bác mua về trang trí sao xiếc nhà cửa rất là đẹp này. Một cái đoạn này của nó thì là một cái hộp này của nó thì sẽ đi kèm đầy đủ các phụ kiện như sau. Ở đây sẽ có một cái vòng dây LED này, một cái vòng dây LED dài 5m nhá. Đấy, một vòng dây LED dài 5m. Ở đây thì sẽ có một cái tay điều khiển này. Đấy, một cái tay điều khiển giống như là cái con đèn ngủ đúng không nhá. Đấy, và ở đây thì là một cái cục cục nguồn. Cục này nó là cái cục để mà nó điều chỉnh về cái nháy như các thứ giờ đấy đó. Và ở đây nữa là một cái cục nguồn adapter. Con này thì cái nguồn điện của nó chạy là 220 xuống adapter này, nó chuyển là từ 220 xuống là đi 12V nữa nhá. Đấy, 220 xuống 12V. Đó thì đây em sẽ test cho bác xem. Đây thì nguồn này các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em này. Đó, và các bác cắm ở đây cho em. Cắm ở đây. Đó, ở đây thì đây. Đây là cái phần chip điều khiển của nó đây này. Đấy, con chip điều khiển. Ở đây thì các bác cắm ở đây cho em. Đó, các bác tháo ra các bác cắm ở đây cho em này. Đấy, các bác cắm làm sao mà hai cái mũi tên các bác nhìn này, nó ngắm nó đúng với nhau này. Đấy, các bác nhớ là phải hai cái mũi tên nó vào đúng với nhau nhá. Đây em chạm cái nó lóe lên nhá. Đây các bác cắm vào này. Đấy, đèn nó nháy này. Đó, các bác thấy không? Rất đẹp nhá. Đó, đèn nó nháy nhá. Đây là em cắm bình thường nhá. Giờ em sẽ dùng điều khiển và điều chỉnh các chế độ để bác xem nhá. Đây, đó, nó ở đây nó sẽ có là nút on off này, em tắt đi này. Đó, quên chưa rút cái siêu pin này ra, các bác nhớ về rút cho em cái này ra nhé. Rút ra các bác điều khiển được. Off này, tắt đi này. Đấy, on này, bật lên này. Đấy, rồi là có phần tăng giảm độ sáng này, tăng độ sáng này. Đó, tăng độ sáng đây là phải cầm cái cục điều khiển đi. Đó, bắt nó mới chuẩn. Đấy, tăng độ sáng này, giảm độ sáng đi này. Đấy, giảm độ sáng đi nhá. Đấy, giảm độ sáng đi. Rồi là tăng độ sáng lên này. Đấy, tăng độ sáng lên. Ngoài ra đây có các màu. Các bác có thể là tùy chỉnh theo màu ở đây. Đấy, màu xanh này, màu đỏ này. Đó. Rồi là V kép này. Đấy. Flash này, nháy nhanh này. Nháy từ từ này. Nháy từ nữa này, rồi là nháy từ từ nữa này. Đấy, nói chung là có các chế độ ở đây. Thì các bác điều chỉnh bằng cái phần điều khiển này các bác nhá. Đấy, nói chung là các bác về các bác mày mò bằng cái điều khiển này. Còn kết nối thì các bác cắm đúng như vậy đấy, em hướng dẫn là xong. Ở đây thì của nó rất là hay. Nó có một cái phần để các bác dính vào đây. Lớp này nó có một cái lớp keo này, các bác về bóc cho em. Đấy, như kiểu dạng keo hai mặt đấy nhá. Đấy, về thì ở đây nó có cái keo rồi, các bác cứ bóc cho em thôi. Bóc ra và có thể là dính vào tường và đồ. Đấy, rất tiện đây. Bóc kia phần lớp bảo vệ cái màng keo ra. Đấy, các bác bóc ra này. Đây này. Đấy, ở đây nó có dính này. Đấy, dính rất chắc luôn nhá. Đấy, dính rất là ngon đây. Đấy, dính ở đây. Đấy, về các bác bóc này ra nhá. Và các bác dính vào đồ vật, đồ viết như này. Đấy, bóc ra, các bác dính này. Đấy, rất là xịn sò, nói chung là rất là hay, các bác mua về chế cháo. Một cái sợi này của nó dài là đi 5m nữa nhá. Đấy, 5m. Và điện của nó là điện 220 nhá. Nó có mấy cục nguồn adapter này rồi, nên là các bác yên tâm là về các bác cứ cắm thoải mái, vấn đề gì đâu. Đó, và em báo giá nhá, các bác lên mã cho cái dòng sản phẩm, cái dây LED này. Dây LED nháy 5m nhá. Đấy, dây LED nháy 5m. Con dây LED nháy 5m này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn. Bao giá thị trường nhá, 120k một sợi này. Bao ship tận nhà luôn. Các bác mua đâu rẻ hơn thì mang đây. Đấy, em đổ luôn cho bác luôn. Đó, bên em rẻ nhất, bao giá thị trường luôn. Giá chỉ có 120.000 cho một cái sợi dây LED 5m này thôi, và bao ship tận nhà. Đó, hàng này bác có thể là mua về chế cháo, rồi là làm nháy nhiếc sinh động cho căn nhà nhà mình rất là xịn sò và đẹp luôn nhá. Có tay điều khiển đầy đủ đây bác, điều khiển luôn nhá. Rồi là cục nguồn cắm đầy đủ luôn, một combo giá cực tốt luôn. 120k một con, bao ship tận nhà nhá. Nguyên thì ship đã vào khoảng tầm 30.000 rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con bộ bóng tay M1 của Nhật này. Đó, made in Japan. Bộ này thì nó gồm có rất là nhiều món nhá. Bóng bóng tay to nhỏ này. Đấy, rồi là có kéo cắt da chết, rồi là kéo tỉa các thứ này. Đấy, nói chung là con này các bác dùng để bóng tay bóng chân này. Đấy, ở đây có những cái bên như là zip giếc, lấy dãy tai, nặn mụn này. Đó, rồi là rũa giếc các thứ ở bên này hết các nhá. Đấy thì một cái bộ sản phẩm full combo đựng trong một cái bao da này, hoa văn hoa lá cành cực kỳ là đẹp và chất lượng luôn. Mua về biếu tặng làm quà rất là đẹp. Đó, giá trị của nó thì cực kỳ là
là giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, bộ M1 này thì bên em đang bán giá là chỉ có 100.000 cho một bộ này thôi. Đấy, và bao ship tận nhà các bác luôn. Đó, đây. Hàng đa di năng, thoải mái về các bác sử dụng bóng tay bóng chân kỳ rũa các kiểu nhá. Đấy, 100k bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác là cái con khò ga K1 này. Đấy, khò ga to, khò ga K1 bên em nhá. Đấy, con này thì về các bác lắp bình ga mini này. Đấy, ở đây thì sẽ có là cái nút là đánh lửa tự động này. Đây, lõi đồng nó rất to này, các bác dùng để đánh lửa tự động này. Đấy, khi dùng các bác không nảy mồi, lắp bình ga các bác dùng thôi. Nó sẽ có là nút điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh to nhỏ này. Đấy, ngoài ra thì có phần chỉnh gió nhá. Đấy, chỉnh gió ở đây. Đấy, cực kỳ là to tét chắc chắn, hàng cầm cực kỳ là chắc chắn luôn, cầm rất đầm tay. Hàng của Kabushi Japan nhá. Đó, các bác lên nhanh mã cho em dòng sản phẩm với con khò ga đại hoặc là khò ga K1 nhá. Đấy, K1. Con K1 này thì bên em đang bán giá các bác là chỉ có 170k một con thôi. Đấy, và trong video hôm nay thì bên em cũng bao ship tận nhà nhá. Đấy, một K1 170k bao ship, hàng cực kỳ là xịn sò và chất lượng. Rất là nhiều bác hỏi cái bộ vít hoa thị bên em còn không, bên em vẫn còn cái dòng vít hoa thị đấy nhá. Đấy, vẫn còn cái dòng vít hoa thị nha. Thì về bác thoải mái các bác xoáy chiếc chế chéo này. Đây, có một bộ ở đây nhá. Đây, nó sẽ có gồm có những cái to nhỏ lẫn lộn này. Đấy, to nhỏ lẫn lộn nhá. Đầy đủ luôn, đầu của nó là PS2, các bác có thể lắp máy khoan pin, những cái trục đục rác các bác lắp ngon lành luôn. Đó thì giá cực kỳ tốt, các bác lên mã trong dòng sản phẩm là cái bộ vít hoa thị. Đó, bịch vít hoa thị này. Cái bộ vít hoa thị này thì bên em đợt này đang giá cực tốt luôn, giá chỉ có 150k cho một cái bộ vít. Bộ vít hoa thị này, đấy bộ vít hoa thị nhá. Bộ vít hoa thị. Đó, bộ vít hoa thị này thì giá là đi 150k cho một bộ thôi nhá, và bao ship tận nhà luôn. Đấy, bộ vít hoa thị 150k bộ bao ship tận nhà, hàng cực kỳ đẹp chất lượng luôn. Súng bắn keo nến đấy các bạn này. Đấy, súng bắn keo nến mini. Đấy, con này thì chuyên bác mua về dùng để bắn keo nến. Đấy, AC điện của nó là đi 110 đến 240V nên mà có dùng điện Việt Nam hay là điện Nhật đều ok. Con này thì công suất của nó là 20W nhé. Đấy, công suất 20W, về các bác cứ cho nhựa vào đây, cho cái keo cho cái keo nến mà các bác xỏ đây các bác bấm thôi. Đấy, nóng cực kỳ nhanh. Ngoài ra có phần công tắc nguồn này để các bác có thể bật tắt rất là tiện, lúc nào dùng các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi. Đấy, rất ok. Đây là về cái dòng sản phẩm là cái súng bắn keo mini này. Các bác lên nhanh mã cho súng bắn keo. Con súng bắn keo thì bên em cũng đang bán giá cực tốt luôn, 100k một con. Đấy, và trong video hôm nay thì bên em cũng bao ship tận nhà nhá. Đấy, 100k cho con súng bắn keo Nhật như này và bao ship tận nhà các bác nhá. Thuốc diệt dán các nhá. Đấy, thuốc diệt dán một vỉ 12, một vỉ là đi 12 hộp này. Đó, một vỉ 12 hộp này. Một vỉ như này thì nó sẽ có gồm những cái viên nhỏ nhá. Các bác mang ra để những cái chỗ nào mà nhiều dán các thứ ấy, thì là dán đi luôn nhá. Đấy, rất là dễ dùng thôi. Đó thì hàng này của nó là hàng thương hiệu số 1 Nhật Bản luôn. Đấy, bán chạy số 1 Nhật Bản. Con này thì có thể diệt dán này, diệt trứng dán này. Đó, rồi đuổi dán các thứ đi, rất là tiện. Đó, hàng của nó vẫn còn hàng nguyên gói như này nhá. Đấy, bên trong vẫn còn nguyên gói luôn nhá. Về các bác bóc ra các bác xài thôi. Đó, rất là xịn sò. Đó, một hộp của nó 12 viên. Thì các bác lên nhanh mã cho dòng sản phẩm là cái con thuốc diệt dán Nhật này. Đó đây. Made in Japan này, nhớ chưa? Made in Japan. Đấy thì có các chỗ như này các bác có thể để trong ngăn kéo, ngăn tủ, các thứ kệ bếp, kệ ga, rất là hay. Đó, thì bên em đang bán giá cực tốt luôn, các bác lên nhanh cho mã cho em là cái dòng sản phẩm là thuốc dán nhá, hoặc là thuốc diệt dán. Con này bên em đang bán giá là 100k cho một cái lọ thuốc diệt dán như này và bao ship tận nhà nhá.